đăng tùm hôm tật prả đại crom chao plon nẹt lụa lê là bảy chục bùa yên sơ mấy đòi prả là bách bần lom thưa vơi chia sơ mặt cái cho an ở vót xa để cả bóng bóng chỉ tiêu cửa rộp ăn là bách chao bật chia mình thoa mà đà lấy đã không nông phong này bà dương tờ tam ca bệnh trẻ nâng ca rộ khởi cháu mần mến cái miên khía tại bồn nẹ tỷ cứ miên khía bị pram tơ bà môi nẹ nọ còn tay miên nơi không rột dốn khá tiệt đòi bà dương tờ tam ca bệnh trẻ cứ cháu đại trớ bán trên nơi kháng kháu thơ sơ ca mập hiệp cứ miên khía bồn nẹ bán đạc cọp nơi không cầm phương bị mốc chôn đồng cổ đòi nơi không nông phong này bà dương tờ tam ca bệnh trẻ cháu đòi bà đạp đại ở bốt đi bố kê bán pra ai sẵn than sẵn mặt ở cạnh đòi miến trao mà nẹ bẹ xạ buồn hai nâng mân trâm tay bà nọ bố kê bán vi khá nọ chồng bố chôn đông cừu bần tòm rốt hai còn nôm chôn đông cừu tới khá nông vì lá đàm bây ở bạc tù đáy dốt miếng bích đàn nơi khá nông tù đáy nụ cứ oi lúc chúng tiêu ốc nhà yên sở mấy chỉ nẹ nôm tới dốt miếng bích cáp chôn mọc đạn nơi khá nông xạ cờ đô bọc khả mạng mùi chào bạn prapra rột dôn mùi cương cứ mà chi e bay rồi bó sọ nếu không nông sạc ca mập hiếp lòn nì cá bí vì lê mong đọc nâng sai sập nì thị bậc ngay tì đọc rõm buôn khai tân ưu chân nàm bí bòn mà phải mùi nì cổng cháu bỏ đáp đôi áo bốt bán thua sạc ca mập hiếp lòn tên nè luộc lê online là bởi chú mua nửa cảm của chí chú mua yên sửa mây đại tớp tài lạc ọc nhà nâng dốt cương à lăng ca miệt bị nâng lối xa rốt chia tắc prạ bỏ man chia bỏm buôn liên đồ lại ảm rịnh các đàn này phần thẳng lời cứ bán cát miền lạnh nơi chúng nói tia vì là sôn mùi bộ rấy muôn thảo phung cô chồng bọ sẵn cát chọn trái tỷ phi khăn phố sản cháy nơi đi chơi tên đi phần hồng phình đòi chọn crom trao bảo đáp đòi áo bốt miền kia tầng ốc chúng luôn buồn nè cứ mần toàn trời ban cầm nót ở tạc nhạc bàn ở lấy nâng mà cho bài thơ bơ động ná cứ rột chôn mùi cướng mà chi ai bó xó khá miền xa lạ lễ hai bà dương tờ tam ca riêng bộ bảo bọt xa mắt được cách ban ở đăng thẳng nơi môn bê ca đã hết chôn đông cừu nâng cừu cừu sản miền khí niên tạng ớt đọc nè nơi khổng nô miền bó bồn nè sẵn bầy nè nâng khmây chùm nuôn bầy nè bó chùm nuôn mà nè sẵn bì nè còn bông tay bắn to riêng chân đồng nào tờ lên tiền nơi khổng khách còn bông sử hai còn bông tay riêng chôn chân bịp tiền có sẵn tay chuộp nhọn tay mà đón chôn xong xay mùi cừu miền khí niên bồn nè chân mọc hàng cừu nâng miền nơi khổng rột chôn bì nè tiền ông côi nơi khổng lan mà nè hai bàn prao rột dôn đại thua đồng nào mà chi ế ớt miên xa lạ lê po sò nơi khu nông chùm nông phu kê buồn nẹ miên mà nẹ nâng bẹ xạ buồn cho một khoát chôn rồn cửa mần oi chanh đồng nào lấy hai prap chôn rồn cửa thẻ phu kê mốc bi cửa xuông an ở vọt đầy cả xa mắt thì cách bàn tiếp rộp bằng thêm tiệt thẻ chôn song say bảo đắp đôi áo vốt vang thơ lây đè bảo phết áo vốt vang mỗi đám mà âm xảy đã cầm bông tay bằng châu crop múc chôn đồng cửa đám bây chữ ca sầm nhảy nâng khách bây đàm bàn bằng châu crop chung chôn đồng cửa đã khó nó nâng chót chôn đồng cửa cho mua yên sầm mấy hai ở chôn đồng cửa cho mua yên sầm mấy ní nóm lang tờ lơ tế chôn tìm mùi bàn tốt mỏ bàn bảo mô cương à làng cả hai bác tù đại đã cương à làng cả châu tờ khăn ông xạ cơ đầu bọc khả mạng mùi đại chôn song say bàn dốt mọt chỉ mùi sao mắt được cách bàn bình chạm bằng thèm thả xa rốt chia trốt xâm bạn đại chôn song say bà mô dục tử cứ miên bà hai chia bà buôn liên đồ lại àm rịch cửa bì thua xa cà mập hiếp rối chôn song say chẳng ọ bàn xe hào lấy sống ngạc đọc bà phụ kế đại chia bà phụ ê mùi ê bì mô mô nâng bàn dốt bà camera xa bà thập hiệp nghĩa chảnh nóm khía lang lơ rột dốn nâng miên bạc bộ rong chăm nâng khăn rột dốn bi nẹp xe anh tiết hai bàn bóng rột dốn rốt kịch luôn bạc tay mà đó nâng bắn xót túc nơi vật thổ tàng miên tài khăn đại chùm đốn buôn nâng đầy cá khlai khlai mùi sẵn lắc tài bắn nọ đối chân nó bộ rộng miên đi miên bắn năng đảm bấy tư tư bàn nơi bộ rộng miên tâm mây bắn thèm tiết xôm sạp sạch nâng lại